anh chào cả lớp. Hôm nay video này chúng ta sẽ học bài Quê hương, một bài hát rất hay và hầu như là tuổi thơ ai cũng nghe ca khúc này. Bài hát rất là hay. Bài này thì các bạn chơi điều silo ha, dựng là silo và tông. Nếu mà nam hát là chơi, chúng ta chơi tông la thứ. Nếu trường nữ hát thì chúng ta chơi mi thứ ha. Nếu mà trường hợp các bạn chơi mi thứ, chúng ta sẽ trình bốc lên là trừ 5 hoặc là cộng 7 đều được ha. Là những tiếng cần thiết cho bài này thì 6 nè, bầu nè, guitar nè, tranh nè. Nói chung những cái tiếng nào bạn cảm thấy chơi cho nó vi vu, cho nó êm dịu là ok là được hết ha. Guitar rồi cũng được ha. Rồi. Cái tempo thì ở đây silo thì mình siêu rock, mình chọn cái tempo khoảng 62 được rồi. Chơi nhanh, nhanh 65 hơi nhanh. Rồi. Rồi cái bài này đầu tiên là cái phần intro, chúng ta sẽ vào bài luôn. Phần intro bài này, intro thì các bạn lấy cái phần điệp khúc đi. Điệp khúc thì mình nói đơn giản qua cái phần intro thôi, làm một chút xíu mình hướng dẫn cái phần cái điệp khúc, thì sau đó các bạn sẽ lấy cái phần điệp khúc sẽ làm intro ha. Như thế này các bạn, chúng ta sẽ lấy tiếng sáo là phần intro được rồi. Đó là phần trơ. Cái này là chút xíu, cái phần đó là cái phần điệp khúc á. Chút xíu mình sẽ học vào trong bài. Rồi bây giờ mình sẽ vào đoạn A. Bây giờ nốt nè ha. Nốt thì chúng ta sẽ tập học nốt trước. Đây mình hướng dẫn các bạn trên la thứ là chúng ta trên nông nam ha. Không chỉ trên bóc gì cả. Nốt thì các bạn nhìn trên màn hình nha. Và xin chậm cho các bạn. Rồi. La la. Quả là thứ cho đỏ. Mì mì la rề mì la. Thích nó luyến, bài này rất luyến, rất là nhiều nốt. Thì các bạn nào mà những cái nốt này là chỉ là nút sườn để cho ra giai điệu thôi. Còn bạn có thêm thắt nốt một vài cái luyến thì không sao hết ha. Đây luôn. Mi mi la re mi la. Tiếp tục. Son son, son son bỏ son trước kia đó. Son son re la re mi. Son son re la re mi. Mi chỗ này bỏ điều trưởng ha. Re la re mi. Rồi. Tiếp tục. Fa fa re re mi la. Fa fa bỏ đi thứ chỗ này. Fa fa re re mi la. Bỏ là thứ chỗ này. Re si re fa re mi. Re si bỏ mi bảy chỗ này. Re fa re mi. Rồi làm lại cái đoạn này ha. La la mi mi la re mi la. Son son re la re mi. Fa fa re re mi la. Re si re fa re mi. Ok rồi. Tiếp tục. Tiếp tục đoạn A luôn ha. Mì đố, la la bỏ là thứ chỗ này. Mì la mì đố, bỏ pha trưởng chỗ này. La re, son trưởng chỗ này. Si re, si son, đô trưởng chỗ này. Rồi la la, chỗ này re thứ. Fa la đố. Liên chỗ đó, la la, fa la đố. Nghe chỗ này, bỏ là thứ. Mi si son si la la. Mi si son si la la. Mi si chỗ này bỏ mi bảy. Son thăng si la la. Bỏ là thế. Rồi làm lại cái đoạn A mà phần sau ha. La la mi la mi do. La re si re. Si son si la la. Son
lanh các bạn. Son si la la. Rồi. Đó là giai điệu của cái đoạn A. Bây giờ mình sẽ đi lại cái phần đoạn A một lần nữa ha, trong phần đoạn A luôn. Các bạn này quận 8 dưới đây cũng được, quận 8 trên đây cũng được, ví dụ ha. Mi mi la re mi la son son. Bây giờ mình sẽ vô nhịp của đoạn A. Các bạn lấy tiếng nào đều cũng được ha, nên mình lấy tiếng guitar đều đi. Điệp khúc cái này chúng ta sẽ đổi qua tông trưởng ha. Tông trưởng thì các bạn chú ý nè, ở đây có những hợp âm, ví dụ la trưởng thì chúng ta sẽ bấm như thế nào. La trưởng thì chúng ta sẽ bấm là đô thang mi ha, la trưởng ha. Rê trưởng chúng ta sẽ bấm là lê, la rê pha thang. Ngón chúng ta sẽ bấm như thế này, la rê pha thang vậy ha. Vậy là rê trưởng, còn la trưởng là đô thang mi, ngón giữa cái. Rồi các bạn thấy vị trí ha. Rồi rê trưởng mi bảy. Mi bảy như các bạn biết rồi, sơ thang si rê mi. Rồi. Còn cái âm dài của la trưởng á, các bạn chú ý những nốt này. Đô chúng ta sẽ chơi đô thang, tức là những cái giai điệu mà nút đô nó chúng ta không bấm đô bình thường mà chúng ta bấm là nút đô thang. Pha sơ pha thang, son và sơ thang. Chúng ta sẽ có ba nút thang, đô, pha, son là đều nút thang. Có nghĩa là sẽ gồm những nốt như thế này các bạn: la, si, đô thang, rê, mi, pha thang, sơ thang, la. Ok. Bây giờ vô cái giai điệu, điệu khúc đô 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 thang ha. Đô đô la trưởng, la la si mi đô, nó liên từ mi vào đô. Quê hương là cậu trẻ nhỏ. Đô đô la la si mi đô. Ok ha. Vậy la la này chúng ta sẽ bấm âm la 7. La 7 các bạn sẽ bấm bên cái tay trái như vậy nè, son thang la đô thang mi. Nếu các bạn không bấm được la 7 thì chúng ta để la trưởng luôn cũng được ha, mà không sao hết. Nè. Đô đô la la si mi đô la la. Rồi qua là 7 ha. La la. Mi mi re re. Re trưởng. Tiếp tục. Si 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 bấm mi bảy cho này. Si si la si la mi si. Ok, nó liên từ mi qua si. Rồi si si mi đô đô thẳng la la, vậy là trưởng. Rồi làm lại điệu khúc ha. Đô đô la la si mi đô la la. Thank you.
xong điệp khúc A. Rồi tới cái đoạn B, bài chuyển qua đoạn B. Chúng ta nốt trước. Đô đô la la si mi. Đô đô, bỏ lại thứ cho này. Đô đô la la si mi. Đô la, phải trưởng cho này. Đô mi la re, để thứ cho này. Si si, re si la mi si. Si si, bỏ mi về cho đó. Re si la mi si. Re si, re mi la la. Chỉ vậy là thứ. Rồi đoạn B rất là ngắn, lại ha. Ok, vậy là xong bài ha. Rồi chúng ta làm đọc tấu từ đầu tới cuối luôn. Rồi. Vậy là xong phần đập tấu bài này ha. Bài nào mới tập chơi thì chúng ta có thể chơi cái bài này ở phần đập tấu luôn. Ok rồi. Rồi tới cái phần điểm hát. Điểm hát rất là nhiều cái để mà chúng ta áp dụng vào. Cái chính là bây giờ á, các bạn học kỹ cái phần video là cách chạy, cách đệm điệu slow rock là cái bộ video thứ nhất, cách đệm điệu slow rock ha. Trần Khánh một video. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ học qua là cách chạy la thứ 9. La thứ 9 là các bạn gõ vào la thứ 9 là A, M, số 9, cách chạy la thứ 9. Trần Khánh sẽ ra video nữa, nói chung mình sẽ có hai cái video đó để chúng ta tập vào để áp dụng vào phần này. Bây giờ áp dụng nè, bây giờ thấy chưa? Các bạn nghe áp dụng cái thứ nhất, cách đệm nữa ha. Ví dụ các bạn nghe nè. Chúng ta sẽ dang rộng ra là đô mi lá, là đô mi lá ha. Cái đoạn này video trong cách đệm bây giờ là đô mi lá thì nè, chúng ta đi lên đi về là đô mi lá, mi đô la. Ok ha, cái này rất là dễ. Rồi khi chuyển hợp âm thì sao, là đô mi lá mi đô, hay gì chúng ta bỏ gì bass là la thì chúng ta sẽ chuyển qua hợp âm khác. Son hay nếu mà qua son thì son si re son re si son đó vậy ha, đó, nó vẫn qua cách vậy. Ví dụ nếu mà qua phà thì sao, phà là đô, phà đô là phà, ví dụ vậy. Còn nếu mà mi thì ở đây
đa số chúng ta từ mi 7 thì chúng ta bấm là mi sơ tha si đế si sơ tha mi sơ si đế vậy ha. Các bạn cứ đi lên đi về, đi lên đi về. Ví dụ re thì re fa la re la fa re la re. Ok, đô thì đô mi son đô son mi đô. Rồi để chúng ta áp dụng vào phần đoạn A ví dụ ha. Quê hương là trồng quế ngọt cho con gieo hái mỗi ngày. Rồi ok ha, tức là ở đây chúng ta sẽ chuyển qua hợp âm. Nếu qua son thì dày, nếu qua đô thì các bạn không có gì son mà chúng ta chuyển qua đô. Ok vậy đó ha. Nè thay đổi vào quê hương là trồng quế ngọt cho con gieo hái mỗi ngày. Ok ha. Ví dụ nói cái cách chúng ta áp dụng vậy, quê hương là trồng cây ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là trường đi học còn về giống bông vàng bay, đúng không? Ok các bạn ha, chúng ta áp dụng vào đó. Rồi cách thứ hai chúng ta có thể áp dụng đó là như thế này, các bạn nghe nhịp thế này, bùm chắc chắc chắc, bùm chắc chắc chắc, bùm chắc bùm, chúng ta sẽ thay đổi âm bùm chắc chắc chắc, bùm chắc chắc chắc, bùm chắc chắc chắc, bùm chắc chắc chắc. Ở ngay đây bùm chúng ta sẽ đánh tay phải là chắc chắc chắc. Ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ đệm như sau, la la mi mi la la re si re si son la la fa la fa do si mi son si la la. Cách đệm ha. Rồi. Còn nếu mà cuối cái phần cuối cái đoạn thì chúng ta sẽ đi lót cái câu lại si mi son si la la. Rồi, các bạn chú ý chỗ này. Cái này nó sẽ bắt qua, các bạn sẽ vừa lót câu để chạy qua điệp khúc son si la la, mà điệp khúc này nó qua trượng thì chúng ta sẽ chạy cái câu như thế này. La si do thăng, la si do re mi. Các bạn sẽ tập ngón trước. La si do re mi fa sol la si do. Đô thang fa thang sol thang. La si do re mi fa sol la si do. Ngón là như thế này. La si do. Lòng ngón qua. Re mi fa sol. Lòng ngón qua. La si do. Rồi bắt đầu vào nhịp như thế nào. Si mi son si la la. Rồi nó sẽ nó trùng với ngay chỗ này luôn ha. Lại si mi son si la la mi si son si la la. À các bạn hiểu không? Thế ví dụ nào, cuối câu ha, cuối câu của phần đoạn A. Mi si son si la la. Rồi chúng ta chạy ngay trở vị trí chắc. Con si la la. Lại nghe bấm la la. Ok ha, các bạn đi câu đó ha. Đây là ha. Ok ha, rồi bây giờ là lại ha. La la mi la mi do la re si son la la fa la fa la do si son si la la. Ok ha, các bạn chơi ha, lên đi lại lên lên thì son si la. Tức là chúng ta sẽ bắt cái câu cái nốt cuối, cái câu trước dứt rồi các bạn sẽ đệm lót lại là ting ting tang ting ting tang. À các bạn nắm không? Chúng ta vừa kết cái câu của đoạn A
chúng ta sẽ lót cái câu giống như vậy, sau đó các bạn chạy cái câu này lên. Mi si son si la la. Đây là câu đó là dứt câu A. Mi si son si la la. Rồi chúng ta đã đàn giống câu đó luôn. Mi si son si la la. Chúng ta đàn lại giống câu lại ha. Mi si son si la la. Các bạn chạy câu đó qua, hiểu không? Dạ. Là chúng ta người ta đã hát vào được khúc. Là ha. Mi đã hát son si la la. Rồi cái này nó quên hết, hết quên 8 rồi. Mình chạy dưới đây đi. Xin mi son si la la. Rồi các bạn có thể vừa lót cái câu lại, chúng ta sẽ báo trống liền. Đó là những sự kết hợp mà chúng ta phải tập. Ví dụ ha, vừa dứt cái câu lót câu lại, các bạn chạy cái câu mà là si do re mi fa sol la la, nên chúng ta sẽ báo cái mè này ha, cho nó chạy trống lên ha. Lại mi si son si la la. Làm lại tiền 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 báo. Ok, cái nếu mà báo đó thì tốt nhất là các bạn chọn qua tiếng string là hay nhất, cho nó dễ nhất. Ok ha, đơn giản. Rồi lại tiền 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 khúc thì các bạn lấy string về theo. Tê tê ô la la si mi đô la la mi mi re re si si la si la mi si 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 mi đô la la. Phần chúng ta sẽ lót string nhẹ theo ha, là phần điệp khúc. Rồi ô la la, các bạn có thể tê 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 ba lần lót câu giống câu luôn. Tê 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 tê. Rồi vậy là xong, đều lót giống câu hết. Tại bài này nó là chủ yếu là như vậy. Rồi bây giờ tới cái phần đoạn B, thì cái kỹ thuật nãy mình có hướng dẫn các bạn, đó là các bạn học kỹ thuật chạy la thứ 9 để áp dụng vào cái đoạn B này. Thì đương nhiên là kỹ thuật này sẽ rất là khó, để dành cho những cái là các bạn nào tập được cái này là tương đối là khá là giỏi là mới đánh được cái này. Cái kỹ thuật là thứ 9 ha. Mà khi các bạn nào tập được rồi, chúng ta sẽ áp dụng vào đoạn B. Bây giờ mình demo thử cho các bạn nghe thử. Quê quê hương. Rồi tập từng câu luôn, tức là câu lần đầu tiên á, chúng ta sẽ chạy là đố si la mì, đố si la mì, đố si la si mì. Câu này ha, thay vì đố si la mì thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thêm một nốt nữa cho nó đủ nhịp. Đố si la si mì, quê hương gọi người chim hồn. Ok ha, đố si la si mì, quê hương. Câu thứ hai các bạn dạy rê thứ 9. Thôi rê mi fa la rê mi fa la rê mi fa. Cái kỹ thuật này các bạn áp dụng vô được thì áp dụng, không được thì thôi, tại vì nó tương đối khó. Các bạn xem lại video là hướng dẫn là cách chạy la thứ 9. Nó rất là khó, rất là chi tiết và rất là cái clip đó rất là dài, cho nên là mình không có, mình không hướng dẫn trong đây. Ví dụ ha. Quê nói thành ví dụ vậy ha. Lại ha,
quê hương. Nói chung là từ những cái chạy thôi, chơi từ những cái lai thứ 9 thôi. Lai thứ 9, các bạn chạy lai thứ 9, rê thứ 9. Còn nếu trường hợp mà nếu mà chúng ta không có chơi được cách này thì thôi, chúng ta bỏ qua không sao hết. Mình đi xuyên bè theo cũng được. Ví dụ ha. Quên được la thứ 9, rê thứ 9 chạy vào rất là hay. Thì slo rock nếu mà chạy la thứ 9 được, rê thứ 9 được, son 9 rồi, chạy nước là vô lần nghe rất hay. Quê các bạn nhờ, với đó phần cái phần chạy kỹ thuật này các bạn không được thì chúng ta bỏ qua cũng được. Rồi bây giờ kết ao bài này thì rồi mình sẽ dẫn các bạn kết ao trong vòng 3 la rê mi 7. Cái này có cách kết ao này có thể các bạn áp sĩ áp dụng cho tất cả các đài solo còn lại luôn ha, mà tâm thứ nha. Rồi, các bạn sẽ làm cái câu này là đô mi rê đô rê. Thường lớn nói thành mi rê đô rê, mi fa mi rê mi, son si la son la. Là đô mi rê đô rê, mi fa mi rê mi. Son ha, son si la son la. Là sao ha? Không sẽ không. Lớn nói thành là thầy lời kết ao là đô mi rê đô rê, mi phá mi rê mi, son si la son la. Rồi còn kết ao các bạn lấy kết ao này có thể áp dụng vào cho những điều solo khác luôn, tông thứ ha. Rồi chúng ta kết thúc lại với hướng đây này, video khá dài rồi, clip này thì mình đã chỉ các bạn rất là kỹ ha, rồi cố gắng sắp xếp các bạn phải luyện những cái kỹ thuật đệm trước rồi chúng ta áp dụng vào đệm mới được, còn nếu không thì rất khó ha. Rồi bye bye các lớp ha, chúc sức khỏe nha.